Trong đời sống ẩm thực thì đường có mặt trong hầu hết các món ăn. Đường có nhiều loại, xét về nguồn gốc có thể chia ra làm đường tự nhiên và đường hóa học. Các loại đường tự nhiên như là đường mía, đường thốt nốt thì được sử dụng phổ biến, nhưng các loại đường hóa học thì lại bị cấm hoặc là chỉ được hướng dẫn sử dụng một cách hạn chế mà thôi. Vâng, nhiều người chắc hẳn là vẫn còn nhớ cách đây ít ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 5 tấn đường siêu ngọt. Thậm chí là nhiều người vẫn còn bị ám ảnh vì tại sao lại có loại đường ngọt gấp 500 lần đường kính. Tức là chúng ta chỉ cần có 5 cái hạt đường này là có thể làm ngọt cho 150 lít nước. Một viên đường thì có thể nấu được cả một nồi chè. Rồi nó còn có thể được dùng để cho vào nước phở, thạch hay là để luộc ngô, giúp cho người bán tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ. Và câu hỏi của tất cả chúng ta lúc này là loại đường hóa học nói trên có độc hại cho sức khỏe hay không? Nó có bị cấm sử dụng hay không? Và nó có thể gây ra những căn bệnh gì? Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một phần câu trả lời qua những ý kiến của các chuyên gia. Tại một vài khu chợ, loại đường này vẫn xuất hiện. Hàng thì luôn có sẵn nhưng chỉ phục vụ khách quen, còn khách hàng vãng lai thì mua không dễ chút nào. Trong vai người đi mua nguyên liệu làm chè, nấu phở, phóng viên VTC14 hỏi mua loại đường siêu ngọt tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, cả 4 cửa hàng đều trả lời không bán. Đến cửa hàng thứ 5, khi nói là đường giải lụa thì người bán mới tin tưởng. Đường giải lụa chính là tên gọi mà những người buôn bán phụ gia hóa chất đặt cho loại đường hóa học ngọt gấp 500 lần đường kính. Giải lụa ở đây chính là giải lụa màu đỏ cạnh dòng chữ Trung Quốc in trên bao bì. Trong lô đường bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt hôm 11 tháng 12 vừa qua, có loại đường hóa học C-Clamate. Loại đường này trước đây bị cấm sử dụng ở nước ta, nhưng từ 3 năm trở lại đây, nó đã được đưa vào danh mục phụ gia được phép sử dụng sau khi Bộ Y tế ban hành thông tư số 27/2012. Lý do để Cục An toàn Thực phẩm cho phép loại đường này được sử dụng hợp pháp là vì nó cũng có trong danh mục phụ gia của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex mà Việt Nam là thành viên. Bộ Y tế cũng đã ban hành các cái thông tư có liên quan đến cái danh mục các cái chất phụ gia được sử dụng trong thực phẩm, trong đó có các chất tạo ngọt và C-Clamate là một trong những cái loại chất tạo ngọt đã được cho phép sử dụng ở Việt Nam và của theo danh mục của quốc tế. Điều đó có nghĩa lẽ ra người bán không cần phải lén lút bán loại đường này. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu loại đường này từ lâu vẫn bị các chuyên gia công nghệ thực phẩm coi là một chất độc. Thí nghiệm trên chuột cho thấy loại đường này có thể gây ung thư thực quản. Nhưng ta nên nhớ là có trong danh mục phụ gia nhưng cũng không phải là tốt cho người tiêu dùng. Bởi vì cái danh mục chung đó là dành cho tất cả những cái người các nước kém phát triển và phát triển. Ví dụ như C-Clamate đều là những thất mà các nước tiên tiến nó không nên cho dùng. Có thể gây ra dị ứng, có thể gây ra ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt, ảnh hưởng đến bướu cổ, vân vân. Người ta tổng hợp axit C-Clamic. C-Clamate sau đó thì người ta tiến hành quá trình kiềm hóa nó bằng cách tức là người ta cho chất kiềm vào, đấy là chất tổng hợp. Mà tôi xin nói là tất cả mọi chất tổng hợp đều có nguy cơ rủi ro đến sức khỏe con người. Một số loại đường hóa học như saccharin, C-Clamate được phép dùng, nhưng tại sao người ta vẫn phải bán trong sự lén lút? Nếu không phải là hàng cấm, tại sao đường lại bị công an thu giữ? Bên cạnh câu chuyện chưa cập nhật văn bản pháp luật, phải chăng ở đây còn là tâm lý e ngại mức độ độc hại của nó? Nỗi lo ngại đường hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng đã ăn sâu trong suy nghĩ những tiểu thương, đến mức họ phải dặn đi dặn lại người mua là phải dùng có chừng mực. Em dùng cái gì? Em dùng này, em dùng đường mía đi. Đường mía đi. Đường mía thì nó trắng hơn, em dùng cái này là trắng hơn. Nguyên tắc quan trọng nhất khi dùng phụ gia thực phẩm đó là dùng đúng liều lượng cho phép. Nếu vượt quá giới hạn, các chất phụ gia dù có trong danh mục cũng sẽ làm tổn hại sức khỏe. Với những người bán chè, bán phở, ngay cả việc đường hóa học có được dùng hay không, họ còn không biết. Nói gì đến chuyện dùng bao nhiêu thì an toàn. Từ trước đến nay, họ chỉ dùng theo kiểu áng chừng, đếm hạt. Ai dám chắc họ đã không dùng quá liều lượng cho phép. Con kiến nó rất tài, nó nhận ra đường tự nhiên và nó dẫn ra đường hóa học, không nói hơn con người chỗ đó.
tức là con kiến nó đến nó ăn, nó không ăn đường hóa học. Cho nên cái bánh kẹo mà họ làm hoàn toàn từ đường hóa học, không có kiến vào. Khi mà vào cơ thể thì đường cyclamat này nó được chuyển hóa bởi cái vi khuẩn đường ruột, tạo thành cái đi hoặc là monocyclohexinamine, là những cái chất là gây ra một số bệnh cho gan, cho thận, cho phổi và có thể là gây ung thư bàng quang. Cho nên người ta cấm sử dụng trong cái việc sản xuất thực phẩm. Cũng giống như nhiều loại phụ gia thực phẩm khác, đường hóa học vẫn là đề tài gây tranh cãi của các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm với các chuyên gia xoay quanh câu hỏi dùng hay là cấm. Cơ quan quản lý thì nói là an toàn, còn các nhà khoa học thì lại nói không. Cuộc tranh luận thì vẫn kéo dài bao năm nay, chẳng biết người tiêu dùng nên nghe theo bên nào. Chỉ biết rằng loài kiến không bao giờ thèm ăn đường hóa học, dù nó ngọt gấp hàng trăm lần đường kính.